Ok, chào mừng 500 anh em YouTuber đến với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ cái kênh của mình nha anh em ơi. Thì hôm nay mình tiếp tục vào trong đây mình review một cái con game MU hiện tại là mới nhất. Ngay thời điểm hiện tại luôn, con game đó có tên là Lost Container, phiên bản là Classic nha anh em. Thì ở đây các anh em cứ nghĩ nôm na đó là một cái phiên bản thời kỳ đầu, thời kỳ đầu đá, đó là một cái Season 2. Thì ở đây cho chúng ta được 4 vị class, 4 lớp nhân vật. Có được Dark White, Dark King, Dark Lord và cung nữ. Thì như vậy nó cũng đủ để trải nghiệm nha anh em. Thì ở trên màn hình của mình đó, thì mình đang farm ở cái map là Davias 1, chứ chưa được lên Davias 2 và Davias 3 nữa anh em. Lên trên đó là bị quẹo ngay. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây review hai map đó cho anh em biết ngay và luôn ở một cái season 2 nó sẽ có những gì và cho chúng ta những gì nha anh em. Thì hiện giờ mình đang đi cài gen. Cài gen để làm gì? Gen nó có nhiều công dụng nha, giúp cho chúng ta chuyển map nè. Mỗi lần chuyển map là phải tốn là 1.000 gen. Khi chúng ta ép đồ từ 1 lên tới 4 thì chúng ta chỉ cần là tốn gen thôi chứ không có tốn ngọc. Nữa là chúng ta có thể là dùng gen để mua HP, mua mana để mà đi farm lên map cao. Thì mình sẽ đi bán gen bớt cái này. Anh em cứ việc là farm có đồ rồi cứ việc đi lại bán đi anh em. Hoặc là các anh em trước khi đi farm thì anh em có thể là căn chỉnh vào trong đây lụm mình như là cái những cái là vào lụm những cái mảnh này nha, những cái mảnh event. Mảnh event này nó có rất là hiệu quả tác dụng của nó khi mà chúng ta có thể là chơi ở một cái con game ở phiên bản thời kỳ đầu nó sẽ như thế nào. Tổng quan thì mình sẽ review cái map này trước nha. Map này ở giữa cái map là có một cái NPC để chúng ta mua và bán đồ và đi xéo qua góc bên đây. Chúng ta xem những cái NPC ở bên cái map Davias 1 này có những gì và cho chúng ta những gì nha. Thì anh em có thể là đi vòng qua nè để mình trải nghiệm một vòng. Khi mà chơi con game á thì đừng có vội lắm anh em. Ở đây có một cái con nhân vật này là một cái gương đồ chung của chúng ta đây. Cái gương đồ chung của mình nha. Thì mình chừa những cái món này mình định tạo một con Dark King nha anh em. Những bình mana này á, thì mình đợi trong đây. Khi mà mình treo qua đêm á, hay là treo vào cái buổi mà đi làm không có on trực tiếp được thì anh em đừng có nên cho nó dùng mana. Vì chúng ta dùng mana là sẽ bị lỗ. Chừng nào các anh em ôm máy hả, hãy dùng mana nha. Và đây là những con nhân vật mà mình có thể tạo được Dark King, Dark White, Dark Lord và cung nữ. Khi tạo á, thì chúng ta có 6 điểm Boin và một Liver. Max Liver hiện tại là 400 nha, không có Master nha anh em. Tiếp theo là mình sẽ lại đây xem NPC này có gì. Ở đây là một NPC để tạo gui. Thì mình sẽ dời cái map là Logenkia cho anh em xem trước nha. Ở Logenkia thì mình sẽ đi đảo qua một vòng, vừa đi và vừa review cho tất cả anh em nha. Đầu tiên mình sẽ lại bắt thợ rèn huyền thoại. Cái con game MMO thì không thể thiếu một cái bắt thợ rèn. Công nhận cái web gen mà nó làm ra một cái con game để đời thì cái anh em từ năm 2000 cho tới năm 2023 trụ vẫn tồn tại rất là lâu, chơi anh em rất là gắn bó, trải qua rất là nhiều ngày tháng thâm trầm nha anh em. Có vui có buồn có cay cú cũng có luôn nha. Ở đây cho chúng ta qua những cái vũ khí đây, mình xem có cái vũ khí nào mà đề cao để dành cho em này không. Đây là 34 nè, ở đây là 40 và ở đây là cũng 47, 36, 47 nè, nhưng mà nó bán cũng khá là cao nha. Mình không có mua, mình chỉ vào trong đây review cho anh em thôi để mình chừa gen mình cộng set đồ này lên nha anh em. Ở đây cũng có một cái NPC mình nhấp vô, con NPC này cũng là bán MP và bán HP. Tiếp theo đi lại đây mình sẽ review trước. Hôm qua thì mình đã có làm một cái like đó giới thiệu và chia sẻ anh em để anh em biết và vào trong đây tải và chém gió chơi. Còn cái clip này mình sẽ review chi tiết từ NPC. Tiếp theo thì lại NPC này cho chúng ta được cái gì đây? NPC này của Dark White đây. Bên đây là một bộ đồ của Dark White, bên đây là cũng WZ là của Dark White luôn nha. WZ là các anh em liên tưởng tới Dark White sao cái mặt như Pharaoh vậy nam. Đúng không, Pharaoh rồi, cứ còn gì nữa. Đấy, ở đây là của Dark White nha. Anh em có thể là lại đây mua Dark White. Đặc biệt là chúng ta có thể là đổi đi nâng cấp thú nha. Ở trong một cái like thì thời gian đầu mình chưa có đủ gen để đi nâng cấp thú. Nâng cấp thú thì chúng ta tốn là 10k gen là chúng ta có thể là có một cái con thú random. Ở đây là cho chúng ta đồ của ai đây? Đồ này là đồ của King Vlog, cái này là của Dark Lord nha anh em. Sao bên đây có cái sọ đầu nhìn thấy ớn ăn vậy anh em? Ở đây này của Dark Lord nha. Dark Lord là cho chúng ta ở đây một cái set gì đây? Set này set Dark King nha. Dark King là các anh em mua đồ ở đây đây. Ồ, nhìn hình thài nó nhìn ớn ăn thiệt anh em ơi. Hiện tại nếu mà anh em có cộng đồ chỉ match up á
max cái cộng đồ lên chỉ có là 13 thôi, và đồ dưới cộng 4 là chỉ tốn gen từ cộng 4 trở lên thì chúng ta phải thêm ngọc nha. Khi mới tạo con nhân vật thì anh em sẽ được một cái cục bóc là cái cục nhân 200%. 200% nó giúp cho anh em chúng ta chạy nhanh nhất có thể. Mới đầu vào chơi một cái con game liên tưởng tới một cái season 2, tạm thời thì mình gọi nó là season 2 để cho anh em dễ hiểu và dễ nắm bắt nha. Vì đây là một cái con game cực kỳ khó nhai. Khi nó ở một cái chế độ là non reset nữa, nếu mà reset thì cái lượng S của chúng ta nó nhẹ thở, còn cái này là phiên bản non reset, không reset thì cái phiên bản nó càng bóp chặt lại thêm nữa. Và ở một cái giai đoạn là season 2 thì các anh em thử nghĩ coi, ở bên một cái season 4 của cái con lốc Hồng Kông thì chúng ta còn thở hồi hộp được, còn bên đây là phải thở oxy luôn nha anh em, chứ không có oxy là anh em thở không được luôn nha. Tiếp theo thì mình đi lại NPC này. NPC này thì cho chúng ta tạo những cái con nhân vật. Ở đây là một cái con nhân vật này là cái con gì đây? Một cái con tương tự như là các anh em liên tưởng tới một cái con kỳ lân cục đuôi với anh em, một cái con pet đó, là một cái con kỳ lân cục đuôi. Ở đây thì nó đều phụ thuộc cho chúng ta là cái dòng HP hết nha. Đây, dòng này dòng HP, không có cái gì mà lạ hơn cái dòng super cộng 40 nha. Thì chúng ta tạo nó sẽ ra random nha, mình sẽ tạo một con cho anh em xem. Mình nghe ra tiếp tục là con màu xanh, mình đã có một con màu xanh rồi, tiếp tục là nó ra thêm một con màu xanh nữa nè. Đây, một con màu xanh nữa nha. Mình đi một vòng xong rồi mình đảo lại, mình nâng cấp đồ mình lên nha anh em. Ở đây là một anh N chánh thống, và ở ba phiên bản, một cái phiên bản là Gold 3, một phiên bản Hồng Kông, và đây là một phiên bản Clash, cũng có một cái vị trí là NPC để mình học skill. Thì nhiều anh em hỏi là vào trong đây mình lụm từ skill, mình kiếm từ skill hay là mua skill chỗ nào, thì xin vâng và xin thưa với anh em, mỗi một vị class nó sẽ tích hợp cho chúng ta vào trong đây, cũng chỉ một người bán thôi, nhưng mà đắt kim nó sẽ bán theo đắt kim, magit gọi là nó sẽ tích hợp theo magit. Nói nôm na cho anh em giới thiệu là nó sẽ đi theo con nhân vật của mình chứ không phải là nhân vật của mình đi kiếm nó nha, vì chỉ có một chỗ một để mua skill thôi, và nó sẽ dựa theo con nhân vật của mình nha. Mình đi luồn qua bên đây xem là còn NPC nào nữa không. Ở bên đây là hết nè, và ở đây là ngoài cổng. Tiếp theo là đi qua góc bên đây xem có nào. Chỗ này là chỗ gì đây? Mình sẽ vào trong đây cho anh em xem. Chỗ này là một cái gương đồ chung của mình nha. Đây là một cái gương đồ chung. Qua hiện tại là có hai map để cho chúng ta ép những cái con pet như gì đây, một cái con pet khủng long. Cái phiên bản MMO của tôi đâu rồi anh em? Cái phiên bản này là cái phiên bản vương tầm vũ trụ nha. Thì mình sẽ đi qua một cái map thứ hai để cho anh em biết là cũng có một cái chỗ để mình ép những cái con khủng long nha. Bên map thứ hai đây là một cái map để cho chúng ta tạo những con là tiên nữ, khi mà tiên nữ nó sẽ ra đây nha. Lợi NPC này cho chúng ta được gì đây? NPC này thì ở đây bán đồ tiên nữ cho anh em chơi bên cái hệ là cung nữ bánh bèo nha. Đây là đồ của phay, tiếp theo cũng là đồ của phay, tại vì qua bên đây là lãnh địa của Noria là của phay nha anh em. Tiếp theo NPC này là cho chúng ta được cái gì? NPC này là bán skill. Lúc trước NPC bán skill là ở đây, bây giờ thì nó dịch chuyển lên nha, vì là nó bị dính bản quyền của web gen nên nó làm cái phương châm của nó là nó sẽ giống cái đồ họa của hoạt họa luôn anh em. Cái đồ họa của nó không còn sắc nét và chân thật của cái con game MMO của mình ngày nào nữa, nhưng mà chơi cũng vẫn được nha, vì nó có cái mới cái lạ và cái thuộc tính và cái tính năng của nó cũng vẫn y gan là Lost Gold 3 chứ nó không có khác chút nào cho anh em. Tiếp theo mình sẽ đi lại đây. Ở đây cũng có một chỗ để mình xây chế khủng long đây. Là có hai điểm, một điểm là Logenkia, một điểm là Nogia để cho anh em chế cái con này. Con này thay thế là cái con kỳ lân cục đuôi. Cái con kỳ lân cục đuôi thì nó quá huyền thoại với anh em khi mà bước chân vào ở một cái map là Logenkia, không có cái vũ khí gì hết, chỉ chạy ra quánh những cái con gà, quánh những cái con nhện, mà khi mà nhặt được một cái boss quăng ra được một cái con kỳ lân cục đuôi hoặc là nó gớt thẳng ra ngoài luôn thì chúng ta mặc lên chạy vòng vòng farm, nghe từ tiếng lảng cảng mà nó in sâu vô cái hệ 8x và 9x tới giờ luôn anh em, nó không phai mờ được nha. Và tiếp theo là mình đi xem còn cái cảnh gì nữa không. Ở đây là những cái NPC boost tăng thủ cho chúng ta. Bên đây là cũng còn NPC đây. Anh này là NPC cái gương đồ chung nha. Đây là một cái cối quay quyền lực của anh Gobin. Cối quay quyền lực của Gobin đó thì nó cho chúng ta rất là giới hạn. Ở đây một cái win 1, một cái win 2 với event tích cơ, và cái những cái quả để chúng ta ăn vào để tăng những cái điểm, như ví dụ là cái điểm STG, anh ghi HP, mana và cái điểm CMD. Dưới đây là cái bình SD, từ SD cấp 1 tới SD cấp 3 thì nó rất là hạn chế. Các anh em thấy nè, ở đây chỉ cần cho chúng ta là có những cái vật phẩm như gì là ép được. Còn cái win
cái win thì anh em có thể là tích những cái mảnh như gì đây, hay của con game này là nó đi tới đâu nó sẽ hướng dẫn, nó sẽ dạy mình tới đó, nó không để cho chúng ta tự mò tự tìm tự kiếm, mà đi tới đâu nó sẽ chỉ tới đó. Hiện tại như ví dụ tới giờ boss thì nó sẽ phục boss lên, tới giờ event nó sẽ phục đồ event lên. Đặc biệt ở trong đây là những cái icon cạnh trong đây nó sẽ di chuyển qua khác, làm cho cái con game nó có cái phần nào đó là phong phú bắt mắt, và cho để cho chúng ta vô trong đây để tìm hiểu. Vì những cái vị trí như gì bấm vô những cái mục nhỏ là sẽ y chang 100% giống nhau hết, nó chỉ là quán đổi cái icon, quán đổi vị trí icon cho nhau thôi. Điển hình như vô một cái giáp là các anh em thấy cái đầu bắp như cây khô vậy anh em, nhân vật của mình như cái cây khô anh em ạ. À, ôi là các anh em, cho anh em chiêm ngưỡng ngang một lần nha, nó rất là thô sơ mộc mạc. Đây là những chiến binh La Mã thời kỳ đầu của mình nha anh em. Ở đây là một cái gương đồ, và tiếp theo ở đây là auto attack là chỉ chỉnh y gan luôn, phạm vi tấn công là anh em có thể là chỉnh cho nó xa cho nó gần, ở đây mình sẽ chỉnh cho nó 6 nè. Và bên đây là nó hỏi mình bao nhiêu giây để quay lại vị trí ban đầu, chúng ta để 3 hoặc là chúng ta để 10. Ở đây là HP gần nhất hay là tấn công quái gần nhất, bên đây là chúng ta chỉnh cái HP cần bao nhiêu để nó uống mana uống máu. Bên đây là chỗ để tích hợp skill vô, mình đã có một cái skill quả long xích mà mới like hồi tối luôn anh em ạ. À, bên đây là cái mục để chúng ta nhặt đồ, ở trong đây thì mình có là Cheggy Bot nè, và có một cái bot gồng. Bot gồng là cái bot tăng thủ mình quăng ra được dây chuyền nè, và được những con kỳ lân nè, và được những con tiểu quỷ nha. Ở dưới đây là mình tích hợp vô một cái vé là event tích cơ. Event tích cơ này giúp cho chúng ta để đi event, đi sự kiện. Con Ngọc á, thì nó hỏi cho chúng ta là nhặt da ve nè, nhặt tất cả những cái đồ trên người nè, và nhặt những cái phần phần quà đã tích hợp. Dưới đây là đồ thằng đồ S thì chúng ta có thể là bật lên hết nha. Bên phần bên đây thì nó hỏi là chúng ta bao nhiêu phần trăm để sửa cái item, thì mình đã là 50% hết sửa nha. Còn dưới đây là tự gia hạn thú cưng. Phần cuối cùng là cái phần này đổi là chúng ta có vốn có tiền để đi treo ốp nha, còn không thì anh em không cần treo ốp, cứ vào trong đây trải nghiệm đi anh em. Qua một cái phần bên đây là cái phần cộng điểm cho chúng ta, mình còn là 23 điểm chưa cộng. XTG mình cộng 200, anh ghi mình cộng 70, NE mình cộng 80, thì mình cộng tròn cho nó đẹp nha anh em. Dưới đây là cái quyển skill của chúng ta đây, bấm vô là nó sẽ y chang với nhau hết, nhưng mà cái icon nó sẽ đổi và nó quán đổi vị trí cho nhau hết. Bên đây là một cái map, các em thấy chữ tele là các em biết là nó dịch chuyển chuyển map rồi đó anh em ạ. À, bên đây là cái hiệu ứng để cho chúng ta hiệu ứng win, hiệu ứng vũ khí và hiệu ứng nhân vật. Hiện tại bây giờ thì chúng ta chưa có thể ra đầu tư để mua những cái này đâu. Qua một cái phần thứ hai, trong đây là cái hộp boss gui gmail, những cái tin gmail thì nó sẽ trả giờ lại trong đây, những cái thông báo là nó sẽ có ở trong đây hết. Bên đây là cái phần tra đê, một cái tra đê shop, các em thấy là ở trên shop là cũng có gói tăng thủ nè, và ở đây là những cái vật phẩm boost nè, những cái vật phẩm hỗ trợ cho chúng ta treo ọp, các em thấy là có treo ọp ở đây, và có những cái công cụ để hỗ trợ cho chúng ta tăng đời gấp, đeo nhẫn lên đây, có những cái nhẫn nó sẽ khác nhau nha, nhẫn biến hình nó sẽ khác nhau một phần nào đó, nhưng cái này thì fan phải đề cập tới nha anh em, tại vì đây mới là một cái phiên bản một. Phiên bản một các anh em liên tưởng tới là một cái nó đang test, nhưng nó không xóa cái này, nó không có làm gì hết, và nó sẽ cập nhật từ cái bản test này đi luôn thành một cái bản chính, nó chạy luôn anh em, nó không ngừng lại, nó mất tốn xăng nên nó sẽ chạy luôn nha anh em. À, vào một cái phần này thì cho chúng ta với một cái sự kiện event thì nó cũng y chang những cái kia thôi. Ở trên đây là BC, ở dưới đây là debut, dưới đây là CC nha. Mình nói những cái từ phổ thông trong game anh em nghe và biết nha. Ở đây có một cái chế độ là duet là tay đôi nè. Trong đây là một cái sàn thương mại. Mấy cái này thì anh em đã quá nhường nhuyễn, mình chỉ vào những cái icon cho anh em xem. Và đây là một cái lịch thông báo là ở một cái giai đoạn thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó, khi mà ở một cái ngày nào nó sẽ có một cái event như là nhân đôi S nè, nhân 3 hoặc là tỷ lệ ít phần trăm, cái đó thì anh em đã quá biết rồi. Qua bên đây thì cái phần trong đây là cái phần account của chúng ta, phần setting. Phần setting này là cái phần để cho chúng ta chỉnh nè, các anh em muốn dơ màn hình thì tích vô trong đây, còn nếu mà để màn hình đứng là bỏ tích. Qua phần bên đây là chúng ta có thể là tỉnh tùy theo những cái máy cấu hình nhỏ, máy cấu hình mà dừa hay là máy cấu hình thấp thì chúng ta có thể là vào trong đây đã tích hợp nha. Cái bảng này là cái bảng để cho chúng ta chỉnh theo cái cấu hình máy của chúng ta, còn âm lượng, âm thanh, nhạc nền, hệ thống gì anh em thích thì chùa, không thích đó thì gạt bỏ hết đây, chùa gạt bỏ hết cũng được. Và bên map thì mình để full nhìn cảnh vật cho nó đẹp chút xíu, và bên đây thì cũng vậy, mình sẽ để full hiện người, hiện tên, hiện đồ vật, rồi hiện tất cả những thông tin của HP, rồi hiện người. Bên đây là hiện quái,
tất cả gì mình sẽ tích hết vào trong đây để, tại vì đây là mình làm nội dung, mình làm clip nên mình sẽ chừa cho nó đẹp nhất có thể. Đặc biệt ở đây nó cũng cho chúng ta một cái chế độ là tiết kiệm pin. Tiết kiệm pin này nó sẽ phân theo từ cấp, nếu chúng ta treo ít thì nó sẽ ở mực sáng, treo nhiều nó sẽ lưu lại một chút, và treo nhiều nữa nó sẽ lưu lại chút nữa, xíu nữa. Còn ở bên cái Gold 3 với ở bên Hồng Kông thì nó không có chế độ này. Mình để ý là bên đây nó có chế độ này rất là hay. Qua cái phần quýt này á thì một cái là đổi nhân vật, các anh em thấy nè, quán đổi vị trí dân nhập cho nhau. Thì ở đây có, ở đây là cái account của chúng ta, thì chúng ta có muốn đổi account hoặc là thoát, nếu mà thoát hẳn game thì chúng ta bấm là chữ là ít game này luôn, chữ dân ra ngoài. Tổng quan á thì nó chỉ là như vậy thôi anh em, nó quán đổi vị trí cho nhau, nhưng mà bấm vào trong là anh em sẽ biết hết những cái icon đó, những cái công dụng đó. Ở ngoài màn hình đó thì cho chúng ta là che tất cả nè và hiện tất cả. Ở trong đây là một cái túi đồ cho chúng ta đi mua nhanh ở một trên shop. Ở đây là chúng ta tele nè, vào trong ba gạch đó thì chúng ta vào trong những cái phần để cài đặt, nó cũng vậy thôi. Ở đây là cái phần sửa đồ, chính giữa là cái phần out vào phần off khi chúng ta đi farm quái, bên đây là cái phần BK. Bấm vào icon thì chúng ta sẽ vào một cái bảng điểm nhanh rất là ngon lành. Thì ra đây mình sẽ cộng cái set đồ của mình lên cho anh em biết nha. Trước khi cộng cái set đồ thì mình sẽ qua bên một cái map là Direct 1 nha. Các anh em biết chi không? Qua bên đây nếu mà có hết gen đó thì cũng có bên đây chạy ra farm nữa nha, để mình phòng hờ nhiều khi nó hết gen nha anh em. Mình sẽ cắt con khủng long này vào cái gương này đi anh em ơi, nhiều khi mình bán mất công mình mua lại lắm. Ở đây mình bán là không sao nha, mình bán là mình có thể là mình mua lại được chứ nó không có mắc vĩnh viễn anh em. Mình sẽ bỏ vào trong đây, bấm vào món đồ anh em nâng cấp lên nha anh em. Ở đây các anh em thấy nè, từ 1 cho tới 4 là chúng ta chỉ up tốn gen thôi. Mình ra mình xem của mình là còn 200k, mình sẽ nâng cấp cái vũ khí này trước, chỉ được cộng 3 nha anh em. Nếu mà lên cộng 4 là phải cần có ngọc nha. Một món cộng 3 nè. Tiếp theo mình sẽ nâng cấp cái này luôn. Cái set đồ cộng 3 nó hơi cao nha anh em. Bên đây là có offlife nè. Cái offlife là offline á. Thì mình sẽ nâng cấp hết cái này cho nó lên cộng 3 nha. Cho nó có thêm thủ một chút xíu nữa nha anh em. Cái tính năng này cũng khá là hay, vì chúng ta có thể là cộng bằng gen ở một cái chế độ là cộng 3. Thường thường người ta nói có chồng còn hơn ở giá nha anh em. Được nhiêu thì được, nó tăng thủ cho chúng ta là được. Anh em coi đơn giản chứ nó tăng rất là nhiều nha. Có những cái tiện để cho chúng ta trải nghiệm một cái con game. Tiếp theo đó là một cái khiên nha. Từ đó tới sau thì mình có thể là dùng gen để mình sửa luôn, chứ mình không có cần đổi tới đổi lui. Quá tuyệt vời. Như vậy là full cây đồ cộng 3 của mình. Các anh em thấy gì chưa? Nguyên cây đồ cộng 3 luôn nha anh em. Và cái con này cho chúng ta là cái phần HP của mình còn 160 mấy điểm nè anh em. Như vậy cũng khá ổn nha, mình còn tới 170 mấy nữa lận anh em ơi. Quá tuyệt vời. Hay như vậy chúng ta có thể là ra ngoài đây nè, lấy một cái boost nè. Khi có boost xong thì anh em chúng ta đi farm. Đi farm các anh em chịu khó là nhặt da chai nha, nhặt da chai bán để chúng ta lấy những cái gen ít đổi đó, góp gió thành bão anh em. Trong khi farm á, thì anh em nhớ là tích cho mình cái vé event ticker đi. Cái vé đó rất là hữu dụng khi anh em chơi ở đây nha. Thì mình sẽ sang một cái map kia thử coi chống chịu nổi được hay không nha. Mình đảo vô trong mình lấy một chút xíu mana, mình đi qua bên map là Davis 2 xem là có trụ được hay không. Tại vì hồi tối là qua bên Davis 2 là mình không có trụ được nha. Chuyện map là Davis 2 nè, chạy lên góc trên đây nha. Góc trên đây là nó có rất là nhiều, ôi khỏi cần chạy anh em. Ở đây luôn là có quái nè anh em, khoan luôn anh em à. Không trụ được luôn. Gần muốn hết máu nha. Nếu mà anh em không có HP là anh em trụ không được nha. Các anh em phải cần mua HP và cần mua MP. Nếu mà chúng ta hết MP chúng ta quánh chay là sẽ bị chết. Mình sẽ quánh cho anh em xem. Mình farm không á, mình cầm cái chùy mình gõ lên đầu nó là mình sẽ bị ngoẹo nha. Đấy, các anh em thấy gì chưa? Rất là ổn áp, rất là ngon nha. Tại vì ở đây là nó sẽ có một cái giới hạn. Như vậy là xong nha. Các anh em biết giới hạn gì không? Khi mà chúng ta đủ một cái mốc liver cố định rồi thì anh em không thể nào ở map đó để mà mình quánh lên S được nữa. Các anh em chỉ ở map đó farm đồ thôi chứ không có lên S được đâu. Nên anh em có thể là mò dần lên. Nếu mà mò dần lên bắt buộc anh em phải nâng cấp đồ lên hoài. Các anh em lên map cao chỉ mới được. Cái thứ nhất là nâng cấp đồ. Cái thứ hai là anh em phải có tem boost. Thì ở đây người ta cho mình bốn con nhân vật để anh em boost. Từ cái con đách kim thì boost gồng máu, con đách quai thì boost mana siêu, con cung nữ thì boost tấn công. Thì mình có thể là mình sử dụng con đách lót để mình đi farm làm chủ đạo, mình dùng ba con kia mình boost, cái đó là theo ý cá nhân của mình nha. Còn anh em có thể là chơi theo cái con tùy thích nha anh em. Và video review của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video lần sau. Anh em chúng ta vào trong đây để trải nghiệm một cái con game mới nha, nhìn nó hơi quật quả chút xíu nha anh em ơi.